Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh. Cũng như thường lệ thì Kim Anh sẽ gieo quẻ cho mỗi cặp vợ chồng cũng như là về vấn đề của bản thân mình trong cái năm nhâm dần này nó sẽ có những cái biến chuyển như thế nào trong cuộc sống về công việc làm ăn hoặc là vấn đề tình cảm cũng như đường đi nước bước của mình trên con đường bổ mạng của mình có vận hạn gì hay không. Thì mọi người vào xem, mọi người nhớ vào đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Kim Anh cũng như là chia sẻ cho Kim Anh một lượt ha. Thì Kim Anh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi và đồng hành kênh của Kim Anh. Hôm nay Kim Anh sẽ chia sẻ về vấn đề của bạn nữ này sinh năm 82 và ông xã là sinh năm 83 thì nói về trong cuộc sống hai cái tuổi này mà tiến tới xây dựng hạnh phúc với nhau á thì hai người nằm chung có một mạng thôi nằm chung có một mạng là mạng đại hải thủy mà nằm chung một mạng như vậy á thì thường thường á là có cái sự khắc khẩu đi xa thì thương thì nhớ nhưng mà gần nhau năm ba câu rồi á là lời qua tiếng lại thì nói về trên con đường đi nước bước trên con đường của cái tuổi nhâm tuất á mình là nữ nhưng mà bạn tính mình nó hơi nam tính một chút bù lại cho cái bạn nam nam tính nhưng mà lại nằm vào là cái chữ quý thì cái chữ quý này mà so với nam á thì thường thường là có cái số nhờ vợ cũng như là mình nhờ vào cái lọc vợ nhiều nhờ lọc vợ ở đây không phải là nói về vấn đề là mình nhờ về vấn đề tiền tài vật chất hay của cải mà nhờ vào lọc vợ ở đây là khi mình tiến tới xây dựng hôn nhân hạnh phúc rồi á thì tự ác công việc là làm ăn của mình nó sẽ trở nên thuận lợi hơn hoặc công việc của mình có thể thăng lương tiến chức được tốt hơn đó là nói về trong cái vấn đề là mình nhờ lọc vợ là như vậy trong cuộc sống hai vợ chồng hiện tại bây giờ cho thấy thứ nhất tâm trạng của người nữ bây giờ cho thấy là cô đơn à, có thể nói là cô đơn nước mắt nhiều trên con đường bổ mạng buồn à, ước mơ hy vọng niềm tin gì trên con đường bổn mạng của bạn đúng ra thì cho thấy đúng ra là ba năm qua từ ba năm tới năm năm qua trên con đường bổn mạng của bạn chỉ đem đến cho bạn cái tiếng thôi như là từ ở ngoài nhìn vào cho thấy mình ở này nọ hoặc là sang trọng quý phái nhưng mà thực chất đi vào sâu vào thì cái tiếng nó nhiều hơn cái miếng cho nên tâm trạng thường thì nó sẽ dẫn đến, đến cái tâm trạng là buồn phiền thứ hai nữa là tâm trạng cô đơn hay khóc thầm thì nói về trên con đường bổ mạng của bạn nhắc bạn cố gắng giữ gìn cũng như là mình cần phải có cái sự lập trường trên con đường bổ mạng đừng có nạn chí một cái vấn đề gì hết rồi thì cơ hội sẽ đem đến cho bạn được cơ hội tốt và cái sự đền bù đúng duyên trên con đường bổ mạng của cái tuổi nhâm tuất bạn này á, thì có số đi xa ly hương làm ăn cầu tài cầu lộc Thứ hai nữa bạn nhờ vào cái đức của ba rất là dày Cho nên nói về đường đi nước bước trên con đường bổn mạng của bạn trong năm nay Sẽ có được cái sự thay đổi tốt cũng như đem đến cho bạn cơ hội đền bù tốt đẹp hơn từ 3 năm tới 9 năm vừa trước trên con đường bổn mạng của bạn đúng ra bạn là một người có địa vị trong xã hội thì mới đúng hai vợ chồng mình thì cho thấy có cái sự tâm đầu ý hợp rất là nhiều nhưng mà nói về trên con đường trên con đường bổn mạng của bạn năm nay bạn có ý định mở mang thay đổi làm ăn cầu tài cầu lộc cái gì thì để có ý giúp đỡ gia đình thì cơ hội cơ hội đến với bạn đẹp tài lộc đến với bạn cũng được À, cơ hội thì có thể dẫn đến cho mình từ một tới hai cơ hội tài lộc cũng được tài lộc này cũng tốt mà cái lộc khác thì cũng có duyên cho nên trên con đường bổn mạng của bạn năm nay bạn cứ mạnh dạng mở mang làm ăn nếu như bạn có ý định đi xa làm ăn cầu tài cầu lộc hay mở mang một cái vấn đề gì thì bạn cứ mạnh dạng làm ăn bạn á, thì nói về trên con đường bổn mạng của bạn là như vậy còn nói về trên con đường công danh của bạn thì hiện tại bây giờ bạn đang được âm phò dương trợ quý nhân giúp sức rất là tốt đồng thời là mẹ ơn trên gia hộ cho bạn nhiều nhưng mà nói về bạn có thể nói mình là nữ nhưng mà mình nặng gánh gia đình lắm trên con đường sự nghiệp của mình có thể nói nam cũng mình mà nữ cũng mình luôn mình gánh vác nhiều thứ hai nữ là nặng gánh cho nên nói về trên con đường sự nghiệp đó, có thể nhiều khi tâm trạng của mình nó hơi bực bội thì ước mơ hy vọng gì trên con đường sự nghiệp của bạn sẽ đem đến cho bạn cơ hội tài lộc đẹp và cơ hội đường đi nước bước của mình cũng tốt Nhưng mà dù vậy thì nhắc bạn trên con đường công danh sự nghiệp của bạn Cần phải cẩn thận trong cái tháng 6 tới Trong cái tháng 6 tới này nếu như có một bạn nam nào có ý rủ bạn đi đâu xa Làm ăn cầu tài cầu lộc hoặc là nhờ bạn à, ký kết giấy tờ liên quan gì tới vấn đề pháp luật Thì ở đây nhắc bạn cần phải cẩn thận giữ gìn cũng như là cũng như là nếu mình như mình từ chối được thì mình nên từ chối chứ không thì sợ là ách giữa đàn mang vào cổ không hay không tốt. Thứ hai nữa nói về trên con đường công danh sự nghiệp tài lộc của bạn đúng ra là âm phò dương trợ đẹp. Nhưng mà nói về trên con đường con cái của bạn á thì ở đây bạn thông tin của bạn là bạn chưa có con nhưng theo như cái quẻ bài này thì nếu trên con đường con cái của bạn có lần nào hư thai xa xúc, rơi rớt thì ở đây cho thấy theo bạn là một cầu nam cầu nam này theo mình trên con đường tài lộc có ý xin xe xin ngựa gia hộ cho mình được công việc làm ăn thuận lợi thì ở đây nhắc bạn nếu như mà trong quá trình của mình có cái vấn đề đó xảy ra thì bạn cần phải quan tâm khắc phục bạn nên cúng cho người ta một chiếc xe một con ngựa để người ta theo gia hộ cho bạn được tốt hơn thứ hai nữa thì gia hộ mình đẹp thì thuận lợi cho mình trong cái việc giống kiểu là cầu con nó dễ hơn ha. Thì như là người ta theo mình cái vong nam này theo mình như vậy á thì có thể nói là thứ nhất á mình không lo ấm đầy đủ cho người ta thì người ta có thể nói à, à, có thể nói là giống kiểu là cản trở mình trên con đường con gái là thứ nhất khi mà những cái thân trung ấm tới muốn làm con của bạn á thì bị cái vong âm này người ta cản lại người ta không cho là vì sao vì giống kiểu người ta sợ cái sự thiệt thòi à người ta buồn người ta người ta nghĩ là mình bị cái sự thiệt thòi cho nên trong cuộc sống để cho con đường tài lộc của mình đến với mình đẹp thì bạn cần phải quan tâm lo lắng cho cái bông nam này thứ hai nữa là nói về trên cái vấn đề bụng mà uh, t... <laughs> vấn đề hôn nhân hạnh phúc nói về trên cái vấn đề hôn nhân hạnh phúc của bạn thì cảnh gia đạo của bạn ở đây nói chung á cảnh gia đạo thì đẹp ràng rỡ sáng suốt tốt nhưng mà người trong gia đạo hiện tại bây giờ tâm trạng cô đơn buồn phiền nhiều thứ hai nữa là mang cái tâm sự từ ái cao trên con đường gia đạo của hai vợ chồng bạn hiện tại bây giờ cho thấy hỏi bạn trong quá khứ 5 tháng qua hoặc 5 năm qua <laughs> trên con đường gia đạo hôn nhân hạnh phúc của hai vợ chồng bạn bạn có hứa hẹn một cái vấn đề gì mà nghiêng về phần tâm linh như là mình thờ phụng hoặc cúng cấp hoặc là tà lễ một cái vấn đề gì đó mà bạn chưa thực hiện được thì nhắc bạn cần quan tâm cố gắng thực hiện cái lời hứa của mình để cho gia đạo của mình có được cái cảnh êm ấm thuận hòa hơn chứ hiện tại cảnh gia đạo của bạn cho thấy là như là hiện tại bây giờ là người đầu xong à, kẻ cuối xong người mảnh mặt người kẻ quay lưng ha tình cảm thì đang có cái sự phai nhạt và cái sự giận hờn từ ái nói về ông xã mình nó đúng ra người này thì bạn tính hiền từ phúc hậu đạo đức tốt nhưng mà người này có cái bạn tính là thứ nhất tự ái cao thứ hai nữa là bạn tính ghen cho nên trong cuộc sống để cho vợ chồng mình đạt được cái sự hòa thuận êm ấm trong cuộc hôn nhân thì ở đây mình cần phải khắc phục là khắc phục trong cái việc tiếp xúc xã giao ngoại giao với phái nam đàn ông con trai thứ nhất là để bảo vệ cái danh dự của mình thứ hai là bảo vệ con đường hạnh phúc của mình còn như hiện tại mà hai vợ chồng bạn á mà hỏi ông xã mình có đi đâu xa làm ăn cái gì thì nhắc ông xã mình cũng phải cẩn thận đề phòng cái phần tai tiếng đến với bản thân thì hai vợ chồng mình nếu như mà có được cái sự hàn gắn hoặc giữa hai vợ chồng mà chưa xảy ra sự xung đột thì nhắc hai vợ chồng mình cẩn thận trong cái tháng 9. Trong cái tháng 9 này nếu như giữa hai vợ chồng mà có cái sự xung đột lời qua tiếng lại thì cần phải có cái sự nhường nhịn để mình bảo vệ con đường hạnh phúc cho nhau được tốt đẹp hơn. Còn như đã xảy ra cái sự mâu thuẫn rồi thì thấy cho người này vẫn hướng về gia đình rất là nhiều và có ý là đem đến cho mình cái sự bù đắp trên con đường gia đạo. Cho nên trong cái cuộc sống nếu giữa hai vợ chồng mình mà có cái sự xung đột, bạn mở rộng vòng tay đón nhận thì bạn sẽ có được cái sự đền bù hoặc là cơ hội sẽ đem đến cho mình được cơ hội tốt hơn trên con đường hôn nhân. Đó là cái vẻ bài của bạn này, bạn nữ này báo cho rõ là như vậy. Cho nên khi mọi người vào xem mọi người có cái phần đóng góp ý kiến hoặc có thắc mắc gì á thì mọi người gửi câu phần comment ở dưới hoặc là mọi người vào thẳng trong Zalo gửi thông tin kết bạn và gửi thông tin của mình chồng vợ con cái nếu có vào trong Zalo thì Kim Anh sắp xếp lịch Kim Anh xem cho tất cả mọi người ha. Thì clip hôm nay á Kim Anh xin tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong tất cả những clip sau nha.